tối 26 tháng 10, Đông Nhi đã hạ sinh con đầu lòng sau 15 giờ nhập viện. Hiện tại nhiều đồng nghiệp Vbiz, bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Suốt thời gian Đông Nhi nhập viện, ông Cao Thắng luôn kề cận và động viên vợ cực tình cảm. Không giấu được cảm giác vui sướng khi sang thiên chức mới, ông Cao Thắng chia sẻ status đầu tiên trên trang cá nhân. Chào mừng con gái yêu cung bò cạp của ba, con chào cô chú. Con chào đời 19 giờ 07 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2020, nặng 3,06 kg. Cảm ơn vợ nhiều lắm lắm. Vợ đã làm thật tốt rồi, yêu vợ thật nhiều. Dưới phần bình luận, nhiều người liên tục gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Vào sáng cùng ngày, hình ảnh của Đông Nhi được ông Cao Thắng đưa vào bệnh viện đã được các fan chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đông Nhi cũng đã được thay trang phục của bệnh viện. Ông Cao Thắng được nhìn thấy chăm sóc vợ từng ly từng tí và mong chờ chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ý nghĩa nhất. Cuối tháng 4, Đông Nhi xác nhận thông tin mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân. Vào đầu tháng 7, nữ ca sĩ cùng ông xã hạnh phúc chia sẻ sắp đón con gái đầu lòng. Trong suốt quá trình thai nghén, Đông Nhi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình và gia đình lên mạng xã hội. Nữ ca sĩ rất năng động, vẫn nhận show đi hát và tham gia các sự kiện giải trí. Nhan sắc và thần thái tươi tắn của nữ ca sĩ 32 tuổi khiến cho nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ông Cao Thắng vẫn luôn là người đồng hành bên cạnh chăm sóc cho vợ bầu. Anh liên tục bày trò đùa vui, dẫn vợ đi du lịch cho thoải mái. Ở tháng cuối thai kỳ, bà xã ông Cao Thắng khiến fan thích thú khi tung bộ ảnh khoe bụng bầu vượt mặt với trang phục xuyên thấu. Trong bộ ảnh, Đông Nhi vẫn khiến mọi người ngưỡng mộ vì thần thái sang chảnh cùng nhan sắc ngày càng mặn mà và quyến rũ. Nhờ sinh hoạt điều độ và tinh thần thoải mái, Đông Nhi vẫn giữ được sắc vóc rạng ngời và trải qua khoảng thời gian mang thai vô cùng hạnh phúc. Theo tiết lộ, con gái của Đông Nhi và ông Cao Thắng có tên thân mật ở nhà là Winnie. Đông Nhi và ông Cao Thắng khiến công chúng ngưỡng mộ khi trải qua 10 năm bên nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Nữ ca sĩ được cầu hôn vào tháng 7 năm 2019. Sau đó, hôn lễ của cả hai được tổ chức tại Phú Quốc vào tháng 11 năm 2019 với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ.